Ôi siêu mẫu Louis ơi, dậy coi, trời ơi. Ôi trời ơi, đang ngủ ông già kêu đau đầu quá ông già ơi, lộn hai vòng. Louis ơi, dậy đi chơi. Louis ơi. Bây giờ đâu khó chịu rồi, hồi đó kêu cái là dậy liền. Con trai ơi, ôi con trai dạng sáng trai ơi. Trời ơi, cục vàng của tôi đâu? Trời ơi, cục kim cương, trời ơi, Louis ơi, cục vàng của ba ơi. Trời ơi, cục vàng. Ôi ơi, lộn cục vàng của tôi ơi, mới có 16 tháng mà coi lăn lộn mà trời ơi, cục vàng ơi. Cục vàng của ba ơi, trời ơi, cục vàng ơi. Trời ơi, khó chịu quá. Wow, trời ơi, cục vàng ơi, dậy thôi, rồi ôi, có cái mặt kìa, trời ơi, trời. Louis ơi, dậy ăn sáng con ơi. Bây giờ mà tới tuổi giáo dục rồi, phải ăn sáng chung với ba đó mà giáo dục chứ không thể để bỏ không được, nó quậy lắm. Nó nghe lời đâu, nghe đúng mình ba thôi, còn mẹ nó không nghe, vú nó không nghe. Louis ơi, dậy chưa, Louis ơi. Không được méo, không được méo, không được méo, mà biết mà không có méo, bình thường không có méo đâu. Bữa nay con hư rồi. Dạng sáng nha, dạng sáng đi, dậy ba đút đang sáng cho người nha, dạng sáng liền con, ngồi dạng sáng luôn ơi, đây dậy ngồi dậy ba chơi rồi dạng sáng nha, dậy nào, dạng sáng luôn ơi, ngồi dậy, ngồi dậy chưa, ngồi dậy nè, ngồi dậy thôi ơi, dậy ăn sáng nè, ba không kêu cho tới 10 giờ chứ không dậy luôn quá. Lôi ơi, dậy ăn sáng. Lôi ơi, đi dậy sớm để thành công con ơi, thức sớm để thành. Ủa cái mặt tươi cười kìa, trời ơi tỉnh rồi hả? Ôi ôi ba mẹ đón con bằng một chiếc camera rất là hân hoan chào đón, ơi cười rồi trời ơi, vậy thôi ba cho ăn sáng nha. Ôi ôi Louis cười kìa, ôi ôi cười ra, cười ra, ngoan quá, ngồi dậy, trời ơi ngồi dậy, thương quá, ngồi dậy con. Ôi ôi có mệt mỏi lắm không, có mệt không, trời giỏi quá, hôn ba một cái coi, hôn ba một cái coi, ba hôn Louis một cái nè. Ông có ba coi, ôi ôi vậy thôi con trai của tôi, ôi vậy thôi đi súc miệng nha, mình tập đi súc miệng nha, gật đầu dạ, còn đâu khoan đây là dạ, dạ đi súc miệng nha, dạ đi súc miệng nha, dạ à dạ ôi giỏi đúng nhảy rồi thu về mua qua đi súc miệng làm đi, bây đi nấu đồ ăn sáng cho Lùi nha. Được không? Ôi ua. Hôm nay Louis muốn ăn món gì? Trái cây hay thịt heo hay thịt bò? Trái cây. Thịt heo hay thịt bò? Thôi xuống miệng chứ đây. Ôi ôi, bye bye cô chú. Con là Louis, con của bà Simon. Bye bye cô chú. Đang ngủ với bà Hằng. Thương quá, thương quá, thương quá, đi cái miệng kia không à.